Chào các bác nhé. Em lại thanh lý một cái nắp bệt của hãng Inac. Đây. Hàng nội địa nhật điện 100V nhá. Rồi, tem này nó bị rách mất rồi. Công suất thì nó loanh quanh tầm độ đây con này 256W này. 256W nhá. AC 100V này. Con này thì nó hơi ít chức năng một tí, nhưng mà nó có nói chung là các chức năng cơ bản, rửa vệ sinh chung này, vệ sinh phụ nữ này, tăng giảm áp lực nước này. Đấy, con này thì nó không có massage này, không có massage những con khác nhé. Ngoài ra thì chức năng rửa nước nóng là nó chỉ có bật cố định thôi, tức là không điều chỉnh được nóng mạnh, nóng nhẹ này. Rồi sửa ấm chỗ ngồi cũng vậy, đây là sửa ấm chỗ ngồi này, đây là nước nóng này, chỉ có bật hoặc tắt thôi nhé. Nút stop thì nó cũng tích hợp sẵn ở đây luôn, nhấn một lần là rửa này, hai lần là tắt này. Đấy, nó không có nút stop riêng, không có nút khử mùi, không có chức năng tiết kiệm điện, thì không có nút tắt nguồn. Đấy, nói chung chức năng cơ bản nhá. Dùng thì rất là ok này. Đây. Rửa này. Con này nó có hai vòi phun nhá. Nước nóng rồi này. Đấy. Rất là ok. Tắt đi này. Nút này là vệ sinh phụ nữ này. Đây, rồi. Nó có hai cái cần nhé. Mỗi một chức năng với cần. Đấy, cần này thì ra nhiều tia nước hơn này. Mà góc thấp hơn nhá. Tắt này. Đây, chỉnh áp lực nước nhẹ đi này, mạnh lên này, tắt này. Ở đây nó còn một cái núm này, em chưa lắp vào nha, thì em tìm em lắp vào sau này, núm cao su như thế này thôi. Thanh lý giá 1 triệu nha. Ok. Giá 1 triệu em bảo hành các bác là 6 tháng nha. Các bác nào không bảo hành là giá 800.000. Đầy đủ dây cấp nước nha. Đế cài là đế cài chế nha. Con này là đế cài dưới đây này. Là cái đế chế nha, chứ không có đế zin nha. Ok, chào các bác nha.